662.000 đô la Mỹ Bitcoin thu giữ của tội phạm, phiên đấu giá không có mức giá sàn sẽ diễn ra trong tuần này cả trên mạng và trên thực tế, được thông báo từ đầu tháng, nhà đấu giá Winsons Auctions sẽ bán toàn bộ số Bitcoin cho người trả giá cao nhất. Tổ chức này đại diện cho chính phủ Anh thực hiện giao dịch. Cảnh sát Anh bắt giữ lượng lớn Bitcoin từ tên tội phạm bị cáo buộc bán dữ liệu cá nhân trái phép và cung cấp công cụ hack đổi lấy tiền ảo. Ngoài Bitcoin, những tiền ảo khác như Ethereum, Ripple và token cũng được đem đấu giá. Có lẽ đây là lần đầu tiên diễn ra phiên đấu giá tiền ảo thu giữ từ tội phạm của chính phủ Anh. Tuy nhiên trước đó hồi tháng 3, Winsons Auctions từng thay mặt cho chính phủ bị bán đấu giá 315 Bitcoin, 3,1 triệu đô la Mỹ, thu giữ của tội phạm. Phía bên kia Đại Tây Dương, cảnh sát Mỹ từng bán đấu giá Bitcoin thu giữ từ năm 2014 sau khi bố giáp và giải tán chợ buôn bán thuốc trực tuyến Silk Road. Gần đây, chính phủ Mỹ đã bán đấu giá 3.600 Bitcoin, tháng 1 năm 2018, thu về gần 30 triệu đô la Mỹ. Tháng trước, cơ quan chính phủ nước này tiếp tục bán 600 Bitcoin thu về 4 triệu đô la Mỹ.